Thưa quý vị, điện thoại di động là vật bất ly thân của hầu hết tất cả mọi người hiện nay, nhưng cũng là thứ mà mọi người hay để sơ hở, tạo điều kiện cho bọn cướp giật hay là đạo chích ra tay cưỡng nóng. Và vẫn với chiêu thức cũ, giả làm khách sợp đến mua hàng rồi ra tay ăn trộm điện thoại. Mặc dù camera nóng đã rất nhiều lần đưa tin cảnh báo, nhưng ngày càng nhiều nạn nhân bị mất điện thoại vì thiếu cảnh giác. Điển hình như là những vụ việc gần đây ở thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi vừa cập nhật. Toàn cảnh vụ ăn trộm đầu tiên đã được camera an ninh của cửa tiệm bán rau củ quả sạch ghi lại. Theo đó, nữ đầu chích đội nón, đeo khẩu trang kính mít, mặc áo khoác rộng đi vào cửa tiệm lựa đồ. Người phụ nữ này đi lại khắp khu vực bày các loại rau củ, rồi yêu cầu nữ nhân viên chọn hết món này đến món kia. Canh thấy nhân viên sơ hở, bà ta đã nhanh tay lấy trộm chiếc điện thoại để trên bàn, rồi cho vào túi. Điều đáng nói trong vụ việc này là mặc dù lúc này cửa hàng có tới 2 nhân viên, một nam một nữ, nhưng vẫn bị mụ ta qua mặt một cách tinh vi và dễ dàng. Được biết, vụ việc xảy ra tại cửa hàng rau củ quả sạch ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc thứ hai xảy ra vào ngày 19 tháng 7 vừa qua tại một tiệm điện thoại ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Theo trích xuất từ clip camera, một đối tượng nam đội mũ bảo hiểm màu xanh vào tiệm ngắm nghía mua đồ. Tên này lợi dụng lúc nhân viên tiệm mất cảnh giác, đã chôm hẳn người, thò tay vào tủ kính rồi lấy trộm điện thoại một cách nhanh chóng. Tên trộm này thực sự rất táo tợn, khi không vội rời đi mà còn nán lại làm động tác giả, nói chuyện với nhân viên để họ không nghi ngờ. Chỉ thoáng sơ hở, nạn nhân đã mất tiêu chiếc điện thoại mà không hề hay biết gì. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi xấu xí của tên này đã bị camera ghi lại đầy đủ. Và cũng liên quan đến nạn trộm cắp, nhưng chắc chắn khi mà xem xong clip sau đây thì quý vị sẽ không thể ngờ khi chứng kiến tuyệt chiêu giấu đồ tài tình của nữ quá siêu trộm đã nhồi nhét vào trong người cả đống đồ ăn trộm trong siêu thị, thưa quý vị. Vụ việc xảy ra tại một shop mỹ phẩm trên đường Nguyễn Thị Bích, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo phản ánh của chủ tiệm, thì nữ quái trong clip đã lợi dụng shop ít nhân viên, trong lúc đi lựa đồ đã nhanh tay lấy cắp mấy món hàng ở shop. Cụ thể, người phụ nữ này bịt khẩu trang kính mít, mặc áo khoác rộng, đi ngắm nghía, rồi nhanh tay giấu 400 hộp mỹ phẩm, thậm chí có món đồ rất to cũng được chị ta cho gọn gàng vào trong người, rồi lấy áo khoác che phủ đi. Qua cách người phụ nữ này ăn trộm, thì có thể thấy rằng thủ đoạn vô cùng chuyên nghiệp. Được biết, đi cùng người này còn có một người nữa. Trong hai người thì một người có nhiệm vụ hỏi nhân viên tư vấn để tránh lạc hướng. Ngoài các vụ trộm điện thoại hay trộm vặt trong siêu thị vừa rồi, thì thời gian qua, nạn trộm cây cảnh diễn ra ở rất nhiều địa phương và đang có dấu hiệu gia tăng. Đơn cử là mới đây tại Hải Dương, một cặp đôi phối hợp đi trộm cây cảnh và không quên nhổ luôn cả gốc cây mang đi, thưa quý vị. Trong đoạn clip, một người đàn ông đang từ từ tiếp cận một cây hoa giấy trước cửa ngôi nhà. Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, ông ta bất ngờ nhổ bật cả rễ cây lên. Người đàn ông khệ nệ vác cả cây lẫn khuôn thép bao quanh gốc cây lên dây, rồi tiến về một người phụ nữ đi xe máy đang đứng chờ sẵn gần đó. Người phụ nữ nổ máy, rồi cả hai biến mất dần ra khỏi khung hình camera an ninh. Sự việc diễn ra chưa tới 30 giây khiến người theo dõi không khỏi kinh ngạc. Được biết, vụ việc xảy ra tại thành phố Hải Dương.